Xin chào tất cả mọi người Hello everyone 10 quốc gia bóng đá châu Âu hay nhất 10 best European football countries Số 10. Thụy Sĩ, điểm 1616.41, Cúp châu Âu, không Number 10. Switzerland, points 1616.41, Euro Cup, 0 Euro Football Championship là giải vô địch bóng đá quốc tế 4 năm một lần do UEFA tổ chức cho các đội tuyển quốc gia Nam châu Âu thuộc các hiệp hội thành viên. Giải đấu bao gồm 24 đội. Euro Football Championship is the quadrennial international football championship organized by UEFA for the European men's national teams of its member associations. The tournament comprises 24 teams. Số 9, Đức, điểm 1616.41, Cúp châu Âu, 1.616.41.

1, 2016. Số 5, Tây Ban Nha, điểm 1747.37, cúp châu Âu, 3, 1964, 2008, 2012. Number 5, Spain, points 1747.37, Euro Cup, 3, 1964, 2008, 2012. Số 4, Hà Lan, điểm 1757.60, cúp châu Âu, 1 1988. Number 4. Netherlands, points, 1757.60, Euro Cup, 1, 1988. Số 3. Anh, điểm, 1796.96, Cúp châu Âu, 0. Number 3. England, points, 1796.96, Euro Cup, 0. Số 2. Bỉ, điểm, 1797.97. Cúp châu Âu, không. Number 2, Belgium, points, 1797.97, Euro Cup, 0. Số 1, Pháp, điểm, 1838.49, Cúp châu Âu, 2, 1984, 2000. Number 1, France, points, 1838.49, Euro Cup, 2, 1984, 2000 cảm ơn mọi người đã xem thank you for watching hy vọng gặp lại bạn lần sau hope to see you next time xin chào tạm biệt bye bye